10 tuổi, Hiếu là anh trai của hai em nhỏ. Nhiệm vụ mỗi ngày là trông em khi bố mẹ đi làm. Trong hai em gái, Hiếu thường hay để mắt tới em út hơn. Vì năm ngoái, bé Thư đã trải qua phẫu thuật u tuyến thượng thận ác tính khi 7 tháng tuổi. Lúc mà em đi chụp tuệ, nó bảo là thương em vì sợ em đau. Em có khóc nhưng mà cháu chưa nhìn thấy cảnh đấy. Vì cháu lúc đấy cháu đang truyền hóa chất. Lúc ấy, Hiếu cũng đang điều trị u lympho khi phát hiện bệnh đã khá nặng. Hai vợ chồng cùng suy sụp thì bảo là ông trời bất công, bệnh mà đã ý là anh đã bị rồi cho phải đến em. Bố mẹ chia nhau theo con điều trị. Thư ở cùng với mẹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhờ phát hiện sớm, thế nên sau ca phẫu thuật, khối u trong bụng của em được vết sạch mà không phải truyền hóa chất. Cách đó 10 km, Hiếu và bố cũng bắt đầu hành trình chữa bệnh tại Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Truyền hóa chất là truyền thông luôn. Một tuần là truyền từ thứ 2 đến thứ 6. Lấy máu sớm xong rồi 8 giờ sáng là có kết quả. Nếu mà được thì mới bắt đầu được truyền hóa chất. Còn không là không được truyền. Cái tiền thuốc ngoài ấy, bảo hiểm ở trong viện là hầu như là không có. Vào cái đợt nó không dịch ấy, thì nó chỉ là 600-700 nghìn. Nhưng mà vào cái lúc dịch là người ta không đi lại được ấy, là nó lên đến 1-1.2 triệu một lọ. Lúc đấy là nói thật là cảm giác là không. Mình nuôi nó từng đấy năm đấy, xong giờ nó bị như vậy là cái nghĩ thương thôi. Biết bố vất vả, Hiếu tự lập và rất ngoan. Lúc đấy là bác sĩ tiêm tủy cháu cũng sợ, nhưng mà lúc vào tiêm là nó không đau, thế là từ lúc đấy là cô lấy ven cho cháu, thế là từ đấy cháu không khóc nữa, là từ đấy cháu nó chả bao giờ cháu khóc. Thế thi thoảng cô thấy bảo là vẫn gọi điện về cho mẹ khóc không ạ? À, thi thoảng đấy là lúc buồn. Thì cứ hôm nào mà máu mà không tốt thì lại điện về cho mẹ lại khóc. Và mẹ ơi, con lại không được chuyển hóa chất rồi, vì bạn cứ nghĩ tâm lý là cứ chuyển hóa chất là bạn sẽ khỏi bệnh, là bạn được về nhà với mẹ với các em. Tin mừng khi sau 2 tháng, có phác đồ tốt, can thiệp sớm và hợp thuốc, sức khỏe của Hiếu có tiến triển tích cực. Thì ở bạn Hiếu này thì có một cái ghi nhận là gia đình phối hợp rất chi là tốt. Với cả là các bạn ấy giữ gìn cho con cái mà không mong muốn, ví dụ như là những cái nhiễm khuẩn thì nó đã không xảy ra. Và giúp cho cái quá trình điều trị của bạn ấy nó là liên tục, nó không bị ngắt quãng. Giúp cho bạn ấy là đạt được cái thành công, là ít nhất trước mắt là đạt được cái lui bệnh rất chi là sớm. Và hiện tại là vẫn đang ổn định. Các con ở nhà tự trông nhau, bố mẹ Hiếu tạm yên tâm tiếp tục đi làm. Dù hành trình chiến đấu với căn bệnh của hai con vẫn chưa kết thúc, thế nhưng khung cảnh bình an này luôn là điều ngọt ngào mà gia đình mong ước.